Vâng, Ngọc Quang xin được giới thiệu về sản phẩm loa tăng lời. Và đây là những sản phẩm loa B3X8i, một trong dòng loa tăng lời có độ bền và chất lượng cao. Cái đặc biệt của loa lời X8i thì nó được sử dụng bát 20 và một loa lời khá là to. Đấy, gọi là loa trung ấy. Loa tăng lời trong thùng này có hai chiếc loa, một chiếc bát 20 và một chiếc là rơi khoảng 10, khoảng 10 cm. Đấy, củ rất là to, phân tần rất là đại và thùng thì gỗ cứng cáp, thùng cân. Hàng về bên em là nguyên zin, nguyên bụi bẩn, em chưa vệ sinh các bác nhá. Phải nói là rất là đẹp, rất là đẹp. Đối với sản phẩm hàng bãi mà như thế này thì tuyệt vời độ đẹp của nó. Đây, X8i các bác ơi. Hàng bên em về nguyên bụi, nguyên bẩn, chưa lau chùi vệ sinh, hàng chưa tắm rửa giặt rũ nha. Đây, đấy, lau sạch bằng rẻ ẩm đi là nó sẽ long lanh. Vâng, những sản phẩm loa X8i này có giá hơn 3 triệu đồng thôi, các bác đã được sử dụng một cặp loa hàng xịn, thương hiệu Đức, một dòng loa bãi chất lượng cao. Các bác có thể phối ghép với cả các dòng loa như BMB, đấy, BMB và những dòng loa BK, những sản phẩm loa lặp. Các bác có thêm cặp loa này thì chất âm nghe và hát karaoke nó vượt lên một tầm cao nữa. Đấy, nghĩa là khi các bác phối ghép thêm cặp loa này thì cái bộ dàn âm thanh của các bác nó được tăng lên rất là nhiều về chất âm nghe và hát karaoke. Các bác có nhu cầu, các anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ với Ngọc Quang theo những số máy quen thuộc. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.